bún riêu Đà Lạt đó. Ban ngày là một cái hộ khác và ban đêm là một hộ khác, hình như là quán mì thì phải. Và lúc trước ở đây rất là sôi động, sum tụ tấp nập với những cái hàng quán bán nước mía rồi bò nướng mỡ chài rồi rất là nhiều, bún thịt nướng. Và hôm tới cuối năm Tết, anh chị về và đi chợ đến những cái quán ăn đó, rất tiếc là bây giờ sẽ không còn nữa. Và năm nay sẽ không còn hình ảnh của chợ Tết ở chợ Khu Giang nữa. Nhà hair salon lúc trước hình như là không phải tên Tuấn Anh, bây giờ là Tuấn Anh nè. Nhà của chị My đây nè. Lần nào đi ngang em cũng nhớ đến anh chị. Nhân đây em cũng gửi đến tất cả anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thái Học. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đến đường Trần Hưng Đạo, Phố Tây, Bùi Viện, chợ rau cải Cô Bắc. Và phía bên kia đó là đường Nguyễn Công Trứ và một hành trình về đêm ở Nguyễn Công Trứ hôm bữa chúng ta đã có xem rồi đó. Và hôm nay nhân buổi đi dạo buổi chiều ở Sài Gòn, em mời bà con mình chúng ta cùng lang thang rảo bước trên cái chợ Cô Giang về đêm, phố ẩm thực ngày xưa, và để xem những hình ảnh chợ ẩm thực sau khi đã không còn như thế nào ha. Sẵn đây cập nhật cho bà con mình cùng xem. Và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Ông Lãnh, một cây cầu rất là xưa ở Sài Gòn, đi nối liền qua quận 4. Chúng ta thấy có tòa nhà cao cao, đó là nhà thuốc lá Khánh Hội ngày xưa đó. Và thẳng hướng ở dưới cầu này chúng ta có cái chợ cá, chợ rau cải. Và phía trong những con hẻm này đó là chợ Cầu Muối. Và ngay đây là sạp 53 luôn nè, của chú Benjamin Bùi nè. Và có rất là nhiều cô chú anh chị thắc mắc, không biết chợ Cô Giang đã giải tỏa thì bây giờ như thế nào. Và hôm nay thì nhân một cái chuyến, mong một cái bữa rảnh rỗi, mời bà con mình cùng đi dạo nha, để xem khung cảnh ở đây như thế nào. Và hôm nay Sài Gòn đổ mưa buổi chiều, một buổi chiều mưa. Ở đây em đã thấy có những cái hàng quán cũng không còn nhiều nữa, chỉ có vài quán thôi. Và ban ngày thì rau cải thì cũng không còn. Đổi lấy một con đường trống lỏng. Chúng ta thấy đường trống trơn. Với cái đoạn này thì có hẻm 18, sạp 10, 16, 17, 18, chợ Cầu Muối, chợ Ông Lãnh nữa. Và đây là hẻm số 10, hẻm số 18. Và cái video hẻm số 18 chắc là em hẹn lại ban ngày nha, ban ngày mình đi sẽ rõ hơn. Ở đây mình thấy quán cơm sườn, sườn nướng, chân gà nướng. Bên kia là hẻm 27, và có đình Ông Hổ kế bên. Đình Nhân Hòa, Nhân Hòa Hội,
chắc có lẽ một cổng mới và một cổng cũ đó. Ngày trước với cung đường này có rất là nhiều hàng quán ăn uống đông đúc, nhưng mà bây giờ thì vắng bớt rồi. Và chợ Cô Giang của chúng ta ngày hôm nay chắc có lẽ sẽ không còn trong tương lai. Và đây là cái rạp chiếu phim Ấn Độ ngày xưa đó, và ngày nay là cái bưu điện Viễn thông Sài Gòn. Và chúng ta đi qua cái hẻm cầu Hõn Sánh Hõn 61 và 41. Ở đây thì có shop tiện lợi Vinmart. Cái đoạn này thì mình thấy vẫn giữ nguyên cái khung cảnh, nhưng mà bớt đi một số quán ăn vặt. Rồi cái đoạn ở trên kia, khu quán chè với lại món gọi là bò đá lốp, bò nướng mỡ chài, thì họ đã dời đi chỗ khác rồi, không còn ở khu đó nữa. Để mình xem cái họ dời đi đâu nha. Mình nhìn thấy những hình ảnh rất buồn của một ngôi chợ đã gắn liền với cái khu vực cầu muối này hơn 70 năm. Và nơi đây là giao lộ Đề Thám với Cô Giang. Và theo trục đường này chúng ta đi ra phố Tây Bùi Viện. Và phía bên đây đó là hãng nước mắm Mậu Hương ngày xưa đó, sớm tỉnh. Và lúc đó ở đó có những cái hàng quán quán lẩu rất là nhiều, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa đó. Ở đây thì quán chè vẫn còn ha, chỉ còn chè 85 Cô Giang thôi với cái đoạn này. Đó, quán chè nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa, rồi mình sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay ở khu vực chợ Cô Giang về đêm, để mình xem ngày xưa thì là phố ẩm thực, ngày hôm nay nó như thế nào. Và chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là trống vắng và trơ trọi, rất là buồn. Và chúng ta nhìn bên đây có một cái cửa hàng vật liệu xây dựng rất là lớn ở đây, lúc trước ở bên đường Cô Bắc đó. Và ở đây mới vừa mở ở bên đây, vật liệu xây dựng Hiếu Thảo. Và buổi sáng ở những cái nhà này nè, là họ sẽ bán rau cải, những hộ mà đã từng bán ở ngoài chợ đó. Và bây giờ không còn chợ nữa, họ hùng lại thành một cái nhà, để thuê một cái nhà để bán rau cải rồi thịt. Nhà 64 Cô Giang nè. Buổi tối thì bán quán ăn. Bún riêu Đà Lạt đó.
ban ngày là một cái hộ khác và ban đêm là một hộ khác. Bây giờ họ chạy tán loạn hết trơn, chia năm xẻ bảy hết. Và bên đây hẻm 103 nè, hẻm 103 khu Giang. Và khu này đường xá thì sau khi chợ không còn thì đường xá đang làm lại vỉa hè. Đây là nhà 109, buổi tối bán cái món gọi là hình như là món mì thì phải. Và lúc trước ở đây rất là sôi động, sum tụ, tấp nập, với những cái hàng quán bán nước mía rồi bò nướng mỡ chài rồi rất là nhiều bún thịt nướng. Và ông ta nhìn thấy một cái hình ảnh trống trải lạ thường. Và bên đây là hãng xe Isuzu ngày xưa nè, và bây giờ là hãng Samco ha. Trước đó nữa là hãng thuốc Mia trắng vậy đó. Theo lời chia sẻ của chú anh chị, hãng thuốc Pháp, hãng thuốc của Pháp. Và bên đây là chung cư Cô Giang ngày xưa, và sắp tới đây sẽ có một cái building rất là lớn mọc lên, và mặt tiền của building này sẽ là đường Cô Giang, nên thành ra chợ Cô Giang sẽ không còn và mãi mãi không còn nữa. Sắp tới thì khu này sẽ thành một khu đô thị rất lớn với rất là nhiều building. Có nhiều cô chú anh chị nói lúc trước em có quay chợ Cô Giang rồi, nói để vài năm nữa, năm sau, năm tới, cuối năm, Tết anh chị về và đi chợ đến những cái quán ăn đó. Rất tiếc là bây giờ sẽ không còn nữa. Và năm nay sẽ không còn hình ảnh của chợ Tết ở chợ Cô Giang nữa. Một cái Tết rất là buồn ở khu này. Và chúng ta thấy ở đây vừa lót gạch xong nè, họ đang làm từ từ ở khu vực này. Và cái món là bò nướng, bò lá lốt, bò mỡ chài, bột chiên. Ngày xưa ở cái đoạn lúc nãy thì bây giờ họ đã dời về cái khu số nhà 141 khu Giang. Ta nhìn bên trái nè, ngày xưa nhà này là nhà chơi thú nhúng cho các trẻ em đó. Lúc trước bán ngoài đường thì chi phí thấp, vật giá thấp. Bây giờ vô nhà thuê rồi chắc vật giá sẽ cao lên, chi phí sẽ cao lên đây. Nhưng mà cũng phải thuê để bán thôi, chứ không bán thì biết làm gì bây giờ. Nếu mà ngày xưa là 25.000 thì chắc bây giờ không biết bao nhiêu. Và cái bên đó là chùa Linh Sơn. Sẵn mình xem chợ thì mình cũng nghía vòng vòng xem những hình ảnh liên quan, biết đâu trong những hình ảnh đó lại có những ký ức của cô chú anh chị, và biết đâu mình gặp được những người thân, người quen. Và đây là đường Nguyễn Khắc Nhu. Đây giao lộ Nguyễn Khắc Nhu và Cô Giang. Và nhìn lại nhà của anh chị đây.
hair salon lúc trước hình như là không phải tên Tuấn Anh, bây giờ là Tuấn Anh nè, nhà của chị My đây nè. Lần nào đi ngang em cũng nhớ đến anh chị. Nhân đây em cũng gửi đến tất cả anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Ban đêm ở đây thì có quán cà phê nè, Viva Star Coffee ngay góc đường nè. Rồi chúng ta sẽ đi theo cái dọc con đường Hồ Hảo Hóa Ố Nguyễn Khắc Nhu này. Nếu một xíu nữa còn sớm mình sẽ đi một dọc đường Hồ Hảo Hớn ha, để anh chị và các bạn cùng xem con đường chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Sẵn cập nhật để các anh chị xa nhà mình cùng nhìn lại những con đường, những góc phố sau khi khu chợ mình đã giải tỏa, đã không còn, mãi mãi không còn nữa. Một hình ảnh của ngôi chợ Cô Giang chỉ là ký ức, như là những tư liệu đó, những cái video ngày trước em quay bây giờ chỉ là những tư liệu. Nếu cô chú anh chị có xem lại thì chúng ta chỉ cần gõ chợ Cô Giang quận nhất là sẽ ra ha. Rất là nhiều video luôn. Một hình ảnh trái ngược. Để ngày mai hay gì đó rảnh rỗi em sẽ đi dạo một vòng ban ngày để bà con mình cùng xem ha. Và ở đây cảnh học sinh tan học nè. Học sinh ở Sài Gòn bây giờ học rất là nhiều buổi, sáng rồi trưa rồi chiều. Bây giờ gần 9 giờ rồi, ba mẹ đi đón con đi học về. Ở Sài Gòn mà ở Việt Nam mà nếu gia đình mà đó ba đứa con đưa rước nó không là hết ngày luôn á, không có làm gì luôn á. Vừa đưa đứa lớn đi học xong tới giờ rước đứa nhỏ, xong mới đưa đứa Út đi đó. Nếu mà chúng học ba trường là chạy khùng luôn. Rồi số hình ảnh ở khu chợ Cô Giang về đêm gửi cô chú anh chị và các bạn để chúng ta cùng xem lại hình ảnh của một ngôi chợ mà ngày xưa rất là tấp nập và sầm uất, mà hôm nay chúng ta thấy hình ảnh trái ngược. Đó là những cái bãi đất trống và những cái vỉa hè trống trải. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiện việc xem lại, các anh chị có thể lên Google và search Phương Lâm TV, và các anh chị có thể đăng ký và bấm hình cái chuông để tiếp nhận những video mới khi em up lên. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.